Đây ống bạc dành cho máy bơm nước rồi con, dành cho ống bạc nè. Một cao su á, dẫn đi là một con bao nhiêu cũng được. Ống bạc từ 80 90 rồi có cho nghe tới 2 tấc tư hay 3 tấc tư có nha. Đây, ống bạc đây. Ống bạc dành cho ống đập nước siêu tốc này nè. Ép sẵn hết trơn rồi con. Tất cả các máy đều dùng xài được cái bơm siêu tốc này nha. Con chỉ đặt theo nhu cầu và làm thôi. Có máy nước thì có đồ câu nước luôn nè, đầy đủ luôn rồi con. Đây ống bạc đây, đây là ống bạc dành cho mấy đồ bơm rồi nè. Mọi con nào có nhu cầu thì alo 0886356707. 2 tấc 4, 2 tấc 8, 3 tấc 4 đều có rồi con. Có không? Đạp siêu tốc luôn nè, 4, 2, 3, 4 đều có nè. Ống đập nước siêu tốc, tất cả máy là dùng được nha, máy xăng là dùng được luôn rồi con. Đây máy xăng nó đây, nó dàn lắp nó đây, dàn lắp đúng nó vô xài thôi. Rồi đối với nó là xài ống đạp này là xài chiến dịch. Đây chiến dịch của nó đây. Đối với máy xăng á, đối với máy không truyền nhông á là xài hai cánh. Đây hai cánh đây. Đối với tôi nhanh á, máy nào tôi nhanh á là xài hai cánh. Máy nào tôi chậm á xài ba cánh mà con. Đây. Tôi chậm là xài ba cánh. Tôi chậm là xài ba cánh nha. Tôi nhanh là xài hai cánh, nghĩa là tua ba máy là xài hai cánh đây nè, tua 2/4 là xài này, còn tua gần máy là xài cái này. Đây là dịch bơm nước, dịch chảy xuôi nha, dịch ta có xài dịch chảy xuôi mới được các bà con. Tại máy xuôi là phải chảy dịch xuôi, còn máy thì phải chảy dịch ngược nó mới lên. Đa số là bơm nước là chảy dịch xuôi mà. Ống bạc đây, đây ống bạc nhỏ nè, ống bạc là 80 nè. Bạc 90 tắt đầy đủ. Nó là ống đạp siêu tốc dành cho tất cả các máy. Máy xăng máy dầu thì chống khô hạn đồ ngon lắm mà con. Chống dùng khô hạn đây là ngập ướt cũng ngon lắm. Quá giờ luôn, đủ máy luôn rồi con, 3 lít tư hết rồi đầy đủ. 4942 rồi làm được, cốt máy là cũng được, mọi con đặt cái nhu cầu là được. Quá trời nhiều luôn. Mọi con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Ống đập nước siêu tốc. Motor 2 ngựa xài vẫn được các bà con. Motor 2 ngựa 2 HP xài vẫn được. HP là dần nhỏ này đây, 2 tấc 4 nè. Còn motor 2 ngựa nè. Rất là tiện dụng luôn. Nó là xuồng gắn chung mấy dàn lắp này bà con. Cái lắp này xài chung với nó nè. Con nào có xài nhu cầu thì alo 0886356707.